Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hồi tưởng hay hồi cứu. Nó có ý nghĩa gì khi nhìn lại, nhìn về phía sau, suy ngẫm về quá khứ. Ví dụ, trong hồi tưởng lại, ông coi động thái của mình như là điều tuyệt vời nhất anh từng làm. Thành ngữ này sử dụng hồi tưởng theo nghĩa của một quan điểm về quá khứ. Làm thế nào để bạn sử dụng từ hồi tưởng nhìn lại trong một câu? Thứ nhất, ngẫm lại, ông lão ước mình đã đi du lịch nhiều hơn trong những ngày còn trẻ. Thứ hai, để bắt đầu khi nhìn lại là một sĩ quan cảnh sát, Jason nên biết rõ hơn là uống rượu và lái xe. Thứ ba, hồi tưởng lại, Jack ước anh đã hỏi Rishi vào một ngày trước khi cô bắt đầu hẹn hò với bạn cùng phòng của anh. Mục đích của hồi cứu là gì? Một retrospective là một buổi lễ được tổ chức trong một cuối mỗi lần gặp trong một dự án nhanh nhẹn. Mục đích chung là cho phép nhóm, với tư cách là một nhóm, đánh giá chu kỳ làm việc trong quá khứ của nó. Cuối cùng, hồi tưởng là một khoảng khắc để nhóm xác định các hành động có thể khắc phục hoặc cải thiện những điều được xác định là tiêu cực. Không hồi tưởng có nghĩa là gì trong luật pháp? Nhìn về phía sau, từ này thường được áp dụng cho các hành vi của cơ quan lập pháp được thực hiện để hoạt động theo một số chủ đề, hợp đồng hoặc tội phạm tồn tại nhưng trước khi thông qua các hành vi, và do đó chúng được gọi là luật hồi cứu. Làm thế nào để hồi cứu được thực hiện? Một hồi cứu nhanh hoặc hồi cứu hồi tưởng chạy nước rút như Crum gọi nó là một thực tế được sử dụng bởi các nhóm để phản ảnh về cách làm việc của họ và để tiếp tục trở nên tốt hơn trong những gì họ làm. Các hành động bước ra từ hồi cứu được truyền đạt và thực hiện trong lần gặp lại tiếp theo. Điều gì xảy ra trong một hồi tưởng? Hồi tưởng là một cuộc họp được tổ chức vào cuối vòng lập phát triển phần mềm. Trong quá trình hồi cứu, nhóm phản ảnh về những gì đã xảy ra trong vòng lập và xác định các hành động để cải thiện trong tương lai. Tại sao luật hồi cứu không công bằng? Pháp luật hồi cứu chống lại các quy tắc của pháp luật. Về cơ bản, mọi người phải biết luật là gì để họ có thể tuân thủ nó. Về cơ bản là không công bằng khi giữ một người trái với luật pháp khi luật đó không tồn tại, khi xảy ra tại tình trạng trái pháp luật. Làm thế nào để bạn giữ một hồi tưởng tốt và có chắc chắn nhiều hơn một cách để chạy một hồi cứu? Cách tốt nhất để giữ retrospective hiệu quả là liên tục thách thức nhóm nghĩ ra các biện pháp theo những cách mới và thú vị. Hồi tưởng. Thứ nhất, thiết lập các giai đoạn. Thứ hai, thu thập dữ liệu. Thứ ba, tạo thông tin chi tiết. Số 4, quyết định làm gì. Số 5, đóng quá trình hồi cứu. Làm thế nào để bạn chuẩn bị cho một hồi tưởng? Kết thúc mỗi hồi tưởng bằng cách yêu cầu phản hồi về chính retro. Điều này có vẻ hơi meta, nhưng nó hoạt động. Liên tục cải thiện quá trình hồi cứu được cải thiện để quy theo nhóm, loại bỏ các trở ngại, hỏi cách bạn cho phép tìm kiếm cải tiến và nhóm và sẵn sàng hành động theo bất kỳ phản hồi nào. Bạn bao gồm những gì trong một hồi tưởng? Việc hồi cứu sẽ tạo ra một không gian an toàn để mọi người chia sẻ phản hồi trung thực của họ về những gì đang diễn ra, những gì có thể được cải thiện và tạo ra một cuộc thảo luận xung quanh những điều sẽ thay đổi trong thời gian tới, với các mục có thể hành động được ghi lại. Ứng dụng hồi cứu có nghĩa là gì? Một ứng dụng hồi cứu là việc áp dụng một nguyên tắc kế toán với như thể nguyên tắc đó luôn được áp dụng. Khái niệm được này được sử dụng khi báo cáo tài chính cho nhiều thời kỳ đang được trình bày.
tại sao các nghiên cứu hồi cứu không đáng tin cậy? Các nghiên cứu hồi cứu có những nhược điểm của các nghiên cứu tiền cứu. Một số thống kê quan trọng không thể đo lường được, và những sai lệch đáng kể có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn và biện pháp kiểm soát. Khi dựa vào thu hồi cá nhân về phơi nhiễm trước đây với các biến rủi ro, việc thu hồi có thể không xác định chính xác và có thể bị sai lệch. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.